ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón nhẹ nhàng tia nắng hồng mang cho bao nguồn sống, và em đến bên anh. Hoài xuân đến là đẹp. Hay quá. Cuối cùng thì một cái tiệm khang trang hơn được nâng cấp đã ra đời. Và đó là... Chào em. Mời vào, em cần gì? Chào anh. Em đến đây để tìm một chàng hoàng tử đẹp trai, tâm lý, quý phái, duyên dáng và đáng yêu. Em à, cái thể loại người mà em vừa đề cập á, anh nghĩ chắc tiệt chủng hết rồi. Chắc em lầm rồi đó, đâu có ai như vậy ở đây. Không có đâu. Anh ấy tên là Minh Khôi, là chủ của tiệm tóc này đó. Ồ, Minh Khôi là anh nè. Anh là Minh Khôi. Minh Khôi là anh. Ôi, anh hãy cưới em đi. Em có đủ sự dịu dàng, duyên dáng, mềm mại và đáng yêu để làm một người vợ của anh. Em à, ôi anh ơi. Dạ, bình tĩnh. Chị à, dạ, xin lỗi, chắc là chị Khánh, chị của tôi lại thiếu nợ nần gì của anh, của chị. Phải không ạ? Ở đây ai là Khôi? Bước ra đây. Dạ, tôi là Khôi. Ôi. Dạ, cái gì ạ? Dạ. Nè. Được. Dạ. Quyết định lấy anh làm chồng. Về đám cưới. Khoan. Khoan. Cô đang làm cái gì vậy? Anh Khôi là của tôi nha. Anh Khôi cưới tôi. Cái gì? Nè. Chị làm cái gì? Khôi là của tôi. Không có nói nhiều, tạt bể mà hết giờ. Chị bình tĩnh, bỏ cho em xuống được không? Chị đừng làm gì em. Dạ, khoan. Ê, dậy bệ. Khoan, dạ. Có sợ? Dạ, khoan. Cho tôi hỏi thăm nè. Cả hai cô ở đâu tới đây? Dạ, ai kêu tới? Thì anh Duy kêu em tới tiệm tóc này nè, để xem mắt anh Khôi đó. Là thằng Duy hả? Em là Thủy nè. Còn chị, ai thỉnh chị tới đây? Mà anh thỉnh tôi tới đây. Dạ, khoan. Trước khi có mọi chuyện xảy ra thì cả hai bình tĩnh nghe nói. Dạ. Dạ, anh cứ nói. Thủy Tinh. Sơn Tinh. Ở đây nghe, chờ chút. Cứ ở nhà, đừng đi theo. Okay. Đừng đi theo. Ê, baby. Dạ. Baby, chạy đi đâu vậy baby? Anh baby. Khôi à? Anh Khôi à? Ơi, Mạnh ơi, hai cái thằng mắt ma này làm cái gì mà gọi không nghe máy? Chú ơi, chú. Gì con? Dạ chú cho con hỏi ơi, cái tiệm tóc Hoài Xuân ở đâu vậy chú? Tiệm tóc Hoài Xuân ở hướng này nè. Dạ, con cảm ơn chú. Ê. Khoan đã. Con đi kiếm tiệm tóc Hoài Xuân làm chi? Con vô chồng lấy chồng. Hả? Con lấy ai chồng? Anh Khôi á. Anh Khôi chủ tiệm tóc á. Ai xúi con tới đây để lấy anh Khôi? Dạ chị Khánh. Chị Khánh là chị của anh Khôi. Gọi điện nói với tía má con là bây giờ có một người em trai chưa có vợ, kêu con lên chảnh lấy ảnh gấp á. Vậy để chú giới thiệu cho con nghe nha. Dạ. Chị Khánh đó mà con nói đó là chị hai của chú. Còn cái anh Khôi mà con định tới lấy đó là chú nè. Sao? Con muốn lấy không? Mẹ đét ơi, dễ thương à. Dễ? Gì vậy? Nè, anh Khôi cưới em. Anh Khôi ha, em xếp hàng trước mà. Uầy, lấy chồng mà làm như mua thức ăn nhanh vậy, xếp hàng. Xế. Khôi. Dạ. Cỡ như Khôi á, cần có một người phụ nữ mạnh mẽ, dựa vô em, trời về với em, nắm lấy tay em. Em sẽ bảo vệ cho anh. Ok. Rồi nè. Cưới em về đi. Em bảo kê tiệm tóc của anh, khỏi sợ thằng nào bắt nạt.
Ok. Cưới bà về cho bà ăn khôi của tôi hay chưa vậy? Ra cái đi bà nội. Vô duyên hả? Anh Khôi cưới em đi, em giỏi lắm luôn á. Trời ơi, hả, ở dưới quê hả, em mặn giỏi dữ lắm. Em sẽ cơm bưng nước rót cho anh. Một ngày hả, em cài anh 3 lần. Cái gì? Hả? Làm gì? Hả? 3 lần một ngày. Cài cái gì? Không phải. Ý của mặn á là mặn giỏi lắm. Một ngày mặn cài được 3 công ruộng. Nè, đi ra đi. Cái gì? Ở đây không có đất cho cô cài đâu nha. Cái thứ gì đâu á. Nè còn cái con kia. Đàn ông như vậy á, ai mà cưới con? Anh Khôi cưới em ha. À, bây giờ không có nói nhiều. Anh chọn yêu đi. Không, là phải cưới em. Chăm sóc cho baby. Khôi là phải về với em. Im nè, nghe người ta nói nè. Đừng có làm cho anh Khôi khó xử được không? Đúng em thấy là như vậy nè. Sao em? Em cho phép anh cưới hai người này đó. Hai người này làm bé, em làm lớn. Trời. Nè, con nói như vậy mà coi được hả? Anh Khôi là phải cưới tôi. Cái gì? Bỉ mặt vừa phải cưới tôi nha. Anh Khôi được gả cho tôi anh rồi. Anh Khôi là phải có anh người dựa dẫm. Anh Khôi là baby. Anh Khôi chị Khánh đã gả anh tôi. Anh chưa muốn lấy vợ. Cho nên ba đứa tập trung nhìn anh. Sơn. Em bị vậy, em đau bụng hả? Em phê quá anh ơi. Baby. Không cưới nhưng mà mình làm bạn thân cũng được ha. Xin lỗi. Anh không kết bạn với người quá mạnh mẽ. Ba người bình tĩnh. Đứng lại nghe anh nói, bình tĩnh. Đứng yên. Bây giờ anh đi. Không được đuổi theo. Đứa nào đuổi theo chó cắn ráng chịu. Anh Khôi, sao vậy? Sao mà đi cả buổi về á, người anh Khôi á bèo nhèo y như là con mèo bị mắc mưa. Anh đi coi mắt đó. Chết rồi, sao không nói cho em biết con mắt bị đau ở đâu hả? Cái gì nói vậy? Đi rồi em nhỏ mắt cho. Cái gì vậy Tuyền? Anh nói là đi coi mắt. Phải, ý anh á, đi coi mắt là đi coi mắt vợ đó. Mà ba người một lúc luôn. Hả? Trời ơi, cái gì vậy Khôi? Tại sao trước mặt em mà Khôi có thể nói như vậy? Ai bày cho Khôi đúng không? Ai bày ra mấy cái trò này đúng không? Biết đâu, thì là bà Khánh nè. Rồi thằng Duy, thằng Mạnh á, tự nhiên hẹn ba người tới một lúc mới ghê chứ. Biết đâu mẹ. Anh Khôi. Chào cô giáo. Em chào anh. Mời cô giáo ngồi. Dạ, xin lỗi, cô giáo đi đâu ạ? Bibo nói em là tới gặp anh đó. Hả? Trời. Cái gì vậy? Có khi nào cô giáo cũng tới coi mắt anh luôn không vậy? Trời ơi, bây giờ vậy nè, anh vô tính tiền đi, em sẽ lựa lời em đuổi cô giáo. Ồ được, dù sao cũng là cô giáo của Bibo mà, phải lịch sự chứ. Dạ, chào cô. Dạ. Dạ, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô. Dạ được rồi, Bibo đã nói hết với em rồi. Em à, em cũng thấy rồi đó, em quá trẻ còn anh thì quá già. Không hợp, chị biết gì chứ. Hợp lắm. Anh tuy là không còn trẻ nhưng mà nhìn anh trẻ mà, rất là trẻ. Bibo nói là anh hả muốn cầu hôn em, còn nếu mà hôm nay em không tới hả là anh tự tử luôn, cho nên em tới đây để mà khuyên anh bình tĩnh đó. Chết rồi, em hiểu rồi. Vậy là anh bị hai đứa cháu bắn đứng rồi. Cô giáo à? Dạ. Thiệt ra làm dây, cô giáo rất dễ thương, rất xinh đẹp, nhưng mà tôi chỉ coi cô giáo là cô giáo của hai đứa cháu tôi thôi. Chắc là tụi nó muốn chọc kẹo tôi để tôi về tôi đánh đòn hai cái thằng này mới được. Rồi, như vậy là em hiểu rồi. Chắc là Bibo lo cho anh thôi. Tại Bibo nói là anh lớn rồi nhưng mà chưa có vợ. Nên thôi, anh đừng có đánh tụi nhỏ, tội nó. Thôi nếu đã biết vậy rồi thôi, em xin phép em về. Tiễn khách. Thanh nữ. Hả? Nữa? Không phải, Thanh Tuyền. Sao kỳ vậy? Hả? Tự nhiên á, cái chuyện là chuyện tình cảm, chuyện hôn nhân của anh mà tất cả
cả mọi người xung quanh đều nháo nhào, đều cuống cuồng lên vậy. Không không, anh nghĩ rồi, chắc có lẽ là mọi người lo lắng cho anh quá hay sao hả? Thì đúng rồi, anh hồi nào tới giờ anh trồng đậu thì anh phải hái đậu chứ. Giống như là một cái người tốt sống luôn luôn lo lắng cho mọi người, thì bây giờ mọi người phải lo lắng lại, đó là chuyện bình thường. Ủa, vậy là quá ra hôm nay anh coi tới 4 người rồi đó hả? Ôi rồi, anh có chọn được ai chưa? Em à, chuyện tình cảm chứ phải đi mua rau để em tới em gặp mặt rồi em chọn. Phải từ từ tìm hiểu chứ, phải đúng, suy nghĩ, hiểu không? Đúng, phải suy nghĩ chứ. Anh ơi, anh hãy nghĩ đến số 5 đi. Số 5 là gì? Bà Năm nè. Em hả? À, chịu bà Năm đi. Bà Năm lấy nước cho u. À!